U19 tuyển chọn Việt Nam đã giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Trần Mạnh Quỳnh. Như vậy, U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ có trận tái đấu với đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan trong trận chung kết giải U19 quốc tế 2019. Content du résultat, déjà, premièrement. Même s'il nous fallait un point, on a quand même joué le match pour le gagner. Tôi rất hài lòng về kết quả cũng như tinh thần của các cầu thủ trong trận đấu này. Lứa cầu thủ này của U19 Trung Quốc không hay bằng lứa trước mà tôi từng đối đầu. Về phía U19 Việt Nam, dù có nhiều cầu thủ không được chơi ở vị trí sở trường, nhưng họ vẫn thi đấu rất hay. Và bây giờ tôi chỉ nghĩ đến trận chung kết. Tôi rất háo hức gặp lại Thái Lan ở trận chung kết. Đây là một đối thủ mà tôi rất thích. Trận chung kết giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 3 tới đây và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao 360, fanpage báo Thanh Niên và trên Thanh Niên Online theo địa chỉ thanhniên.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của báo Thanh Niên.